Siri cho mình hỏi cách làm quen bạn bên cạnh. Xin lỗi, không tìm thấy dữ liệu bạn yêu cầu, nhưng tôi có thể gọi cho cô ấy nếu bạn muốn. Ủa? Gọi được á? Ok. Thử cuộc gọi với bạn gái bên cạnh bạn. Vã nhỉ? Alo. Oh my god. Wow. Anh làm kiểu gì đấy? Anh cũng ngạc nhiên vãi đấy. Để sau này Siri nó có thể làm được nhỉ? Hay là số em vậy? Hay là chức năng mới của nó nhỉ? Số em thật à? Dạ vâng. Mình cho ta gặp nhau, anh với em không rời. Vãi đó nhỉ. À chắc anh không biết là chắc đây chức năng mới rồi. Dạ, vâng. Sao em ngồi đây một mình đấy? À em đang đợi bạn ạ. Ủa, yêu nhỉ. Nhưng mà đây số em đúng không? Dạ vâng. Kiểu gì á? Bí mật. Em phải hỏi anh là kiểu gì phải đúng chứ. Bí mật. Siri, cho mình hỏi cách làm quen với bạn bên cạnh với. Cách làm quen với bạn bên cạnh. Xin lỗi, không tìm thấy tập tin yêu cầu, nhưng tôi có thể gọi cho cô ấy nếu bạn muốn. Làm gì gọi được, đùa tớ à? Có cách nào không? Alo. Ui vãi đái. Sao làm được nhỉ? Vãi cả cứt. What the hell? Vãi luôn. Đây là chức năng mới của Siri à? Sao nó có thể tìm đây số em à? Vãi sao tìm nó được nhỉ? Anh với em gặp nhau bao giờ chưa? Sao nó tìm ra được nhỉ? Có lên bạn bè trên Facebook không? Ảo nhỉ? Thế em tên là gì đấy? À Quỳnh. Mà lại xinh như búp bê thế này. Quỳnh á? Quỳnh nhìn xinh như búp bê nhỉ? Quỳnh ơi, sao em lại ngồi đây? Em chờ anh à? Cuộc đời là thế, tình mình là thế. Nhưng mà chắc chắn là hai đứa mình là bạn bè trên Facebook mà nó mới gọi được chứ. Không biết anh là ai á? À? Sao nó tự gọi được nhỉ? Ảo nhỉ? Tiếc thì tin thề bạn. Em học lớp mấy rồi Quỳnh? Anh chắc là học đang học sinh hay sinh viên? Học sinh được, ôi chết mẹ. Lạy Chúa con lứa tuổi học. Được rồi, để xin Facebook cho. Đâu rồi, anh thử tìm ra xem nhớ ông xem có bạn bè không? Có dễ tìm không? Có mọi người có gì không? Không. Mọi người. Tôi có thể gọi cho cô ấy nếu bạn muốn. Gọi được không? À, thử đi nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Alo. Ai ngờ gần nhau không bao lâu mà đằng sau. Sao Siri lại có thể làm được cái chức năng này nhỉ? Cảm ơn nhé. Ôi như đây là chức năng mới nâng cấp của Siri em ạ. Cách làm quen với bạn bên cạnh, bạn gái xinh bên cạnh. Xin lỗi, không tìm thấy dữ liệu bạn yêu cầu, nhưng tôi có thể gọi cho cô ấy nếu bạn muốn. Làm sao mà gọi được, bạn đùa tớ à? Bắt đầu cuộc gọi với bạn gái bên cạnh bạn. Ui vậy đấy. Alo. Tối em thật à? Ui sao em làm thế được nhỉ? Ui, chức năng mới của Siri à? Sao nó có thể làm được như thế nhỉ? Nhưng mà đúng số của em thật à? Vãi cả đái. Chức năng mới này ảo nhỉ? Sao em ngồi em một mình đấy không? Ơ thì em cũng phải người ở đây à? Người miền Nam à? Ê, mình có duyên với nhau nhỉ? Tại sao Siri có thể tìm một số điện thoại của em nhỉ? Tên là gì đấy? Thế? Tiên à? Tiên à? Nhi nhỉ? Cái gì? Chi à? Linh Chi đúng không? Măng Chi á? À? À Băng Chi. Em cao hơn em bao nhiêu đấy? Em cao 1,2. Cao nhỉ? Đây là bạn của anh đúng không? Anh ấy bán bóng bóng ở đây. Em nếu thích mua bóng bóng thì anh ấy gặp anh ấy. Thôi em sợ bóng nổ lắm. Bóng nổ á? Không, đây là bóng bóng xà phòng. Bao giờ em về rồi hả chị? Em làm việc ở đây. À, thế được rồi, thật á? Thế được rồi, anh đổi em trong Nam làm việc ở đây thì được. Có gì chị nhắn tin với em sao nhá. Cho mình hỏi cách làm quen bạn bên cạnh mới. Xin lỗi, không tìm thấy cách làm quen bạn bên cạnh. Chán nhỉ. Ok, cảm ơn bạn nhé. Nhưng tôi có thể gọi cho cô ấy nếu bạn muốn. Gọi á, gọi kiểu gì? Nếu được thử gọi cho bạn bên cạnh coi nào. Thử cuộc gọi với bạn bên cạnh. Điều nhỉ. Alo. Alo anh đây. Ôi. Cảm ơn nhá. Vãi. Đấy là số em à? Vâng. Ôi, sao lại được như thế nhỉ? Sao anh lại có số em đấy? À đây là anh bảo Siri nó bảo là gọi được cho bạn bên cạnh. Anh cũng không biết đâu. Không nghĩ là nó gọi được.